vị tướng Hayabusa xả thương trả vào KRVZ và mỡ có được cho mình đó là cái mạng đến từ cái cô nàng hàng Nga này. Và mỡ có cung, mỡ có cung, hello, mỡ có cung, I have the cung, ok la. Warp success. Leslie's all set. What's up, xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Top Mỡ và cùng đến với video clip mới nhất của Mỡ làm về Leslie xạ thủ Ngân Hà, một trong những cái trang phục ấp cấp độ epic. Và nếu như mà anh em không biết ý, thì Mỡ chia sẻ với anh em thêm thông tin là như thế này. Đó là nếu như mà cái trang phục này mà ở thời điểm hiện tại được cho ra mắt thì đây có lẽ cũng sẽ là một cái trang phục ở cấp độ collector đấy anh em ạ. Một cái trang phục mà biến Leslie từ một cái cô gái bắn súng rất là kiểu gọi là thô sơ, thì đây là một cái cô nàng xạ thủ với tông màu chủ đạo là màu trắng. Và ý nghĩa của trang phục này là dạng ngân hà. Khẩu súng mà Leslie cầm cực kỳ là hiện đại và bắn ra những cái viên đạn nhìn thực sự ra là rất lực. Lực nhất là những cái pha tạo ra những cái pha chí mạng bắn đó anh em thấy không? Bắn một cái viên đạn rất lực và tạo ra được cái khả năng chí mạng rất là cao. Nhưng cái video clip này, cái lý do mà Mỡ làm về Leslie ở đây, nhưng khoan, đang là báo tuyết, cô ta bật cái bảo hộ lên, nhưng bảo hộ hết thì chí mạng đến từ vị trí của Leslie tầm bắn là khá dài, khiến cho Mỡ cố được cho mình đó là cái mạng đầu tiên ở trong trận đấu này. Và Mỡ đang giữ vị trí là chịu. Ngay trước khi mà Saber kịp đến thì Mỡ đã nhìn thấy anh ta đang lò dò di chuyển gần, và thậm chí là Mỡ đã có một cái pha lựu đạn chiến thuật lùi lại, nhưng xạ thương đến từ cái tam liên trảm vẫn là đủ để mà có thể khiến cho Saber hạ gục đi được Mỡ, mang về đó là cái chiến công dành cho anh ta. Cái video clip này Mỡ làm một phần mang đến cho anh em cái gameplay cũng như là cái góc nhìn của Mỡ về Leslie ở thời điểm hiện tại mùa giải 21, nhưng Mỡ cũng sẽ chia sẻ với anh em đó là một cái điều thực sự rất đáng buồn anh em ạ. Nhưng mà cá nhân Mỡ nghĩ rằng phải đến 70 à? Không, chắc là phải 80%. 80% anh em đang chơi cái tựa game Mobile Legends ở Việt Nam, à không, không phải chỉ ở Việt Nam đâu, mà trên toàn thế giới cơ, đã không làm được một cái điều mà Mỡ nghĩ là tối cơ bản một cái vị tướng xạ thủ cần phải làm khi mà chúng ta chơi cái vị tướng xạ thủ này. Đó, tức là đáng nghĩa ra cái vị tướng xạ thủ nào cũng sẽ phải cân nhắc và lên cho mình cái món trang bị này. Nhưng không, có rất nhiều người không lên cái món trang bị này bởi vì về cơ bản họ thấy cái trang bị này ít đam. Rồi thì rất nhiều người không lên cái món trang bị này bởi vì về cơ bản họ thấy không cần thiết. Rất nhiều người không lên cái trang bị này sớm bởi vì họ cho rằng là cái trang bị này về cơ bản là cũng có gì đặc biệt đâu. Bao giờ kiểu team bạn về late game họ nhiều đồ thì lúc đấy chúng ta mới cần lên chứ. Đó chính là cái trang bị Cung Thần Phong. Cung Thần Phong là một trong những cái trang bị mà nếu như mà chúng ta chỉ đơn giản nhìn vào cái chỉ số ấy, thì anh em có thể thấy cái cung cộng cho anh em cái gì? Đó là cái tốc độ tấn công, đó là cái khả năng hút máu, và cùng với đó là hết thôi, chả cộng thêm cái gì, thêm tí đam nữa thôi. Nhưng mà anh em nên biết rằng cái Cung Thần Phong này, những cái chỉ số đó chỉ là phụ mà thôi, mà cái nội tại đến từ cái trang bị Cung Thần Phong mới là cái giá trị. Khi mà nội tại của Cung Thần Phong với tên gọi là cái Phong Ngân sẽ giúp cho cái vị tướng xạ thủ mà chúng ta cầm cái trang bị này miễn nhiễm với mọi nguồn sát thương vật lý đến từ vị trí của team bạn trong vòng 2 giây. Đây là một cái chỉ số có thể nói là cực kỳ quan trọng để khiến cho những cái chất tướng xạ thủ không bị sốc đam khỏi cái lượng sát thương vật lý được gây ra đến từ vị trí của team bạn. Nhưng về cơ bản có nhiều người cho rằng cái điều đó là không cần thiết. Nếu như chúng ta so sánh cái Cung Thần Phong với những cái trang bị khác kiểu cho sát thương như là cái Mất Linh, như là cái Chiến Diều, như là cái Cơm Tuyệt Vọng, hay là như những cái món tăng sát thương vật lý khác ý, thì họ lại cho rằng cái Cung Thần Phong này nó cũng chỉ là cái trang bị gọi là phụ nên lên sau. Thì cá nhân Mỡ cũng phải chia sẻ với anh em rằng cái suy nghĩ của đấy của anh em ấy nó cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì với cái Cung Thần Phong này, Mỡ đã tạo ra không biết bao nhiêu highlight và Mỡ đã outplay, tức là bắn trên kèo của kẻ địch rất nhiều tình huống rồi anh em ạ. Và khẳng định với anh em rằng là không chỉ có riêng mình Mỡ đâu, rất nhiều người chơi khác với cái Cung Thần Phong này hoàn toàn có được những cái tình huống tự bảo vệ bản thân mình, chứ không cần phải nhờ cậy đến những cái chất tướng kiểu như là đỡ đòn,
cũng như là hỗ trợ đi kè kè bên chúng ta. Đó thì ở trong trận đấu này, Mỡ sẽ cầm Leslie lên cái cung thần phong, có thể là món đồ thứ hai hoặc là món đồ thứ ba, tùy theo đó là tình huống để mà xem cái thế trận này nó sẽ như thế nào anh em nha. Đấy, thì nhân đây thì Mỡ cũng gọi là có một cái chia sẻ quan điểm, cũng có một số bạn bảy hỏi Mỡ là ô thế anh Mỡ ơi, kiểu cung thần phong em lên đồ thứ tư hay em lên đồ thứ năm có được không? Thì Mỡ cũng muốn chia sẻ lại với anh em một cái bí quyết để mà anh em cảm giác được khi nào mà anh em nên lên cung và khi nào thì anh em lên sau. Đó là nếu như mà anh em thấy team bạn có quá nhiều sát thương vật lý dồn vào, có bị chăm sóc quá là kinh khủng đi, và anh em cảm thấy được rằng nếu như kẻ địch gọi là chúng lên quá nhiều như vậy, thì cái cung thần phong sẽ là một cái trang bị cứu cánh dành cho anh em, thì anh em nên lên sớm. Và sớm ở đây tức là slot trang bị thứ 2 hoặc thứ 3 sau khi anh em đã có cái giày, sau khi anh em đã có cái trang bị lớn đầu tiên, anh em lên cung luôn cũng chẳng vấn đề gì, và đó làm điều cực kỳ hợp lý. Và anh em nên tập cái thói quen này, bởi vì lấy ví dụ trong trận đấu này nha, là team bạn có rất nhiều sát thương vật lý, có carry, có cho hẹt. Ở đây là carry, dĩ nhiên với một cái giai đoạn đầu game khá là dễ dàng, Mỡ đã bắt đầu chương trình của carry rồi. Và ở đây này, Mỡ sẽ sử dụng cái bắn tỉa cực đại để cấu đi sát thương đến từ cái cô nàng này, bật bảo hộ đến từ carry, Mỡ băng trụ bắn một hit này, Mỡ chờ hồi chiếu đến từ cái lưu đại chiến thuật này, bắn một hit nữa này, và đó là cái mạng thứ ba của Mỡ trong trận đấu này. Ở thời điểm hiện tại, Mỡ chưa có bất kỳ một cái đồ công tăng sát thương vật lý mạnh nào cả, mà Mỡ chỉ cầm mỗi cái tràng phong kiếm thôi, nhưng Mỡ cảm giác cái lượng đam của Mỡ bây giờ là ổn, nên Mỡ đang lên cái cung thần phong sẽ là cái món trang bị thứ hai của Mỡ trong trận đấu này. Thì điểm qua một chút về đội hình của team bạn thì em có thể thấy đúng không ạ, có Saber, có Leo Mode, có carry, có Johead. Đây là những cái chất tướng dồn sát thương vật lý cực kỳ nhiều và Mỡ quá sợ đi. Trong trận đấu này thì Tywill cũng không đi kề kề bên cạnh Mỡ, cho nên cái cung thần phong sẽ là cái trang bị mà Mỡ sẽ cầm ở cái món slot thứ hai. Và nói thật với anh em ý là anh em cứ lên cung thần phong sớm đi, anh em sẽ thấy cái hiệu quả của nó cực kỳ là bá đạo đi. Bởi vì những cái vị tướng như là đây, cung thần phong Mỡ đã có rồi, giao tranh sẽ là nổ ra trong tình huống này. Mỡ đang bắn vào cái vị tướng Johead. Nhưng mà ở đây carry, carry làm gì này? Carry lẫn. Và đó là cái mạng thứ tư của Mỡ trong trận đấu này. Có lẽ rằng cô ta carry đang chơi thì có điện thoại gọi đến từ bạn, hoặc là có một cái gì đó, hoặc mẹ ganh thì phải, cho nên là cô ta không chịu về, mà cô ta lại còn đi bắn lính cơ. Cho nên Mỡ cũng hơi gọi là hơi khó hiểu cái nhẹ đến từ vị trí của carry. Nhưng dù gì đi chăng nữa thì carry cũng đã quá thọt rồi. Ở đây sẽ là cái bí kỹ ảnh chạm đến từ Hayabusa, nhưng phát bắn của Mỡ là thốn. Mỡ có được mạ gục đến từ vị trí của trò hẹt, cùng với đó thì tiểu bạch kiếm anh chàng Hayabusa này cũng có được cái mạ gục đến từ cô nàng hình như là Hằng Nga thì phải. Rồi, Mỡ đã có được cho mình cái phong ngân, và sau khi mà Mỡ cầm phong ngân ý, thì Mỡ sẽ lên tiếp cho mình những cái trang bị đam như bình thường. Có một số anh em bảo với Mỡ rằng là ủa thế bây giờ lên phong ngân trước ý, thì cái ngưỡng sức mạnh của cái vị tướng nó bị chậm lại, lên phong ngân xong cảm giác Leslie nó cứ bắn yếu hay những cái con xạ thủ khác nó bắn yếu. Anh em ơi, cái việc anh em bắn đi yếu một tí, nhưng anh em có thể đảm bảo đến 90% anh em không bị hạ gục trong giao tranh, và anh em cầm cung anh em tự tin đánh như thế này này, thì nó lại làm cái câu chuyện khác. Ở đây đang làm cái pha va chạm với ba thành viên team bạn, nhưng Mỡ và Tywill cân ba luôn. Mỡ hạ gục được Johead, Saber thì bị Tywill hạ gục, và cái bắn tỉa cực đại của Mỡ thì lại không đủ đam, bởi vì khả năng cao carry đã bật cái bảo hộ, hoặc là bản thân cái kỹ năng của Mỡ cũng đã bắn đủ từng đấy viên đạn rồi, cho nên là không thể hạ gục đi được carry. Nhưng không sao, ở đây là gọi ngựa đến từ Leo Mode Minh Tiến SK, và một cái pha đẩy hơi hụt đến từ vị trí của cái anh chàng Leo Mode Tywill đã khiến cho Leo Mode kịp lùi về ở trong cái tình huống này. Em thấy không, khi mà anh em cầm cung ý, là có rất nhiều những cái ưu điểm mà anh em có thể nhận được ở một cái trang bị này. Thứ nhất là anh em tự tin dâng lên cao để mà gây sát thương hơn, nếu như team bạn hầu như là toàn sát thương vật lý. Cái thứ hai là anh em hoàn toàn không cần sự trợ giúp đến từ những cái người chơi đồng đội của anh em, mà anh em vẫn có thể đi được một mình rất ổn. Và cái thứ ba là anh em hoàn toàn có thể outplay được kẻ địch, những cái chất tướng như kiểu Saber đúng không? Trong đầu Saber lúc nào cũng nghĩ là kiểu con Leslie này màu yếu đúng không? Chỉ cần lao vào tam lên chạm một cái là chết thôi. Nhưng khi mà chúng ta có cung thần phong, chúng ta hoàn toàn có thể dụ Saber và sau đó tạo ra được một cái pha outplay bất ngờ thì không tưởng. Nó hay đến như thế cơ mà anh em. Đó, cho nên là cái lời khuyên của Mỡ ở đây dành cho anh em rằng là đừng nghĩ rằng cung thần phong là một cái trang bị thừa thãi và là một cái trang bị không cần thiết. Đây là một cái trang bị cực kỳ quan trọng, và khẳng định với anh em đến 80% anh em chơi Mobile Legends, anh em không bao giờ lên cái trang bị này luôn. Bởi vì về cơ bản anh em chỉ nhìn mặt bắt hình dong, anh em chỉ nhìn vào chỉ số, anh em cảm thấy không cần. Nhưng cung thần phong với xạ thủ là một trong những cái món trang bị bắt buộc phải có đây anh em ạ. Rồi, đang là giao tranh ở đường dưới, Mỡ có chiêu quái bắn tỉa cực đại ở đây. Một viên, hai viên, rồi ba viên, thêm viên nữa. Mạng làm chủ trận đấu, danh hiệu
đó là Mỡ có được cho mình đó là mạng thứ 7 ở trong cái trận đấu này. KD của team đang là 20-11 và bản thân Mỡ có được cho mình đó là 7 mạng rồi, chỉ phải nằm số 1 mạng bởi vì một cái pha di chuyển lên đường trên tam liên trảm đến từ Saber mà thôi. Đó là một cái pha giao tranh ngay từ giai đoạn đầu game và hơi khó trong tình huống đỏ. Nhưng bây giờ Mỡ có thanh tẩy, Mỡ có phong ngân. Nói thật với anh em, ở thời điểm hiện tại Saber nhìn Mỡ không dám va chạm luôn. Bây giờ Saber mà ulti mà Mỡ, anh em biết là Mỡ sẽ làm gì không? Đứng yên đấy luôn, bật thanh tẩy, bật phong ngân, bắn thẳng vào Saber. Và đấy là những cái gì mà Mỡ sẽ làm cho anh em xem. Còn đây này, sẽ là giao tranh được nổ ra. Và ôi, trên Mỡ không ổn anh em ơi. Hai thằng này bắn thì bao giờ mới chết. Mỡ hơi liều trong cái tình huống này. Mỡ nghĩ là phong ngân là bố đời, nhưng lượng sát thương của Mỡ ở thời điểm hiện tại không đủ để bắn nát hai con này. Một con Gió Hét thì lên thuần tanh và một con Leomot thì đang khá trâu. Mỡ không đủ đam anh em ạ. Và Mỡ đã phải lên bàn điểm số trong cái tình huống gọi là chơi hơi hổ báo con nhà mẫu giáo. Cái tình huống vừa xong. Thôi không sao, sẽ là tiến hành hồi sinh, lấy đi cho mình đó là cái bùa đỏ. Xong rồi sẽ tiến hành quan sát xem team bạn ở đâu trong cái tình huống này. Bởi vì rất có khả năng Saber anh ta đang rình rập Mỡ, anh em hiểu không? Thì bây giờ chúng ta làm gì có võ đâu, chúng ta không có thanh tẩy, chúng ta không có phong ngân, đánh nó sẽ rất là cẩn thận. Rồi, sẽ là cái mặt nạ ẩn thân đến từ vị trí của Tywill, hút vào là Jawhead. Jawhead đang bị Mỡ dồn sát thương, thậm chí là thêm cả đó là cái lượng sát thương đến từ cái vị tướng Utora nữa. Mưa tinh thạch của hàng Nga và thêm vào đó là Carry. Những Carry nhảy vào áp sát Mỡ, Mỡ bật phong ngân luôn cho nó chắc. Nhưng Saber anh ta không có chiêu cuối. Triple kill được dành cho Mỡ, một bắn và Maniac pha xử lý 1-4. Thật ra là có sự hỗ trợ đến từ đồng đội của Mỡ nữa và mang về cái mạng thứ 11 của Mỡ ở trong trận đấu này. Mỡ sẽ là lùi lại một chút, may quá của Utora kịp làm choáng và quay lại trả sát thương. Ôi thôi. Người ta gọi là tham lam thì còn cái nịt. Cực kỳ đúng trong trường hợp này anh em ạ. Bởi vì đáng nhẽ là Mỡ sẽ phải lùi về là ok la rồi, nhưng mà lại tham lam xong đúng còn cái nịt thật anh em. Nhưng mà có lẽ rằng là anh em cũng đã thấy được là đôi khi chúng ta tham lam thì chúng ta cũng còn cái nịt đúng không? Rồi, thì ở trong trận đấu này thì Mỡ sẽ sử dụng cho Leslie bằng ngọc sát thủ điểm tài năng liên sát. Và Leslie này thì trận đấu này Mỡ sẽ thử nghiệm cho anh em một cái trang bị là cái kiếm huyết linh, bởi vì trận đấu này Mỡ khá là sang chín. Và bên cạnh đó là Mỡ cũng đang muốn xem với một cái con Leslie lên full tốc độ tấn công thì nó sẽ là như thế nào. Sát thương đang được nhả ra là quá nhiều đến từ vị trí của Mỡ. Utora tốc biến lên làm choáng Carry bị hạ gục, và sau đó là Jawhead, Tywill có mặt ở đây, và cùng với đó là cái vị tướng Hayabusa sát thương trả vào KRVZ. Và Mỡ có được cho mình đó là cái mạng đến từ cái cô nàng hàng Nga này. Và Mỡ có cung, Mỡ có cung. I have the cung, ok la. I have the cung thần phong Akelo. Anh em thấy không? Cầm cung là anh em cực kỳ tự tin luôn, dăm ba mấy con Saber núp bụi. Nói thật với anh em ý, là đôi khi Mỡ chơi game nhiều và lâu ý, là Mỡ cũng có tuổi rồi, đôi khi thao tác của Mỡ còn chậm. Nói thật với anh em mà cầm cung ý, anh em chỉ cần thấy cái lưỡi kiếm bay mà gần gần anh em ý, bật cung lên luôn là Saber là hoàn toàn rất dễ bị outplay. Anh em có thể thấy được một cái tình huống là Saber nấp bụi đây, bật cung lên đây. Thật ra là thao tác của Saber hơi chậm, nhưng mà Mỡ bật cung lên là lúc đấy ông ấy cũng phanh trả kịp rồi. Cái tam liên trảm nó bị khắc chế hoàn toàn bởi cái cung thần phong. Và khẳng định với anh em, hy vọng rằng sau cái video clip này, những ai mà thích chơi vai trò xạ thủ trong Mobile Legends thì hãy lưu ý đến cái món trang bị này, bởi cái món trang bị này là một trong những cái trang bị mà anh em rất cần để mà có thể canh team. Rồi, bắn hai cái hàng Nga lên bảng điểm số. Có ở đây là Leomot, Mỡ chưa thấy có Saber đâu cả, nhưng giữ vị trí đứng cạnh đồng đội của mình, và Mỡ vẫn còn có cho mình đó là cái thanh tẩy nha. Đổi mạng là đến từ vị trí của Leomot, đến từ vị trí của Jawhead. Ở đằng sau là Leo anh ta móc lốp, Carry thì lên bảng điểm số. Haya đang đẩy đường dưới và bắn tỉa cực đại của Mỡ được kích hoạt, lấy đi được cái mạng cuối cùng, quét sạch dành cho team bạn, đồng thời vào đó là chấm dứt đi cái số lượng mã gục mà Leomot anh ta đã làm. Quả đó kết thúc cái trận đấu này tại đây ở phút thứ 14. Trên đây là toàn bộ video clip mà Mỡ muốn chia sẻ với anh em về Leslie ở mùa giải thứ 21 và cái trang bị cần cho mọi xạ thủ. Nếu anh em thấy cái video clip này thú vị, đừng quên để lại cho Mỡ một like, đăng ký kênh nha. Peace.